Đầu tiên chúng ta sẽ nói về những gì đã qua. Năm 2022 là năm Nhâm Dần, năm này có vô số biến động. Năm Kim thì cái ngũ hành Kim này nó vô cùng vượng. Khi nó vượng lên nó khắc phá tất cả mọi thứ, nó làm cho tổn hại. Thì sẽ chia sẻ cái màn hình, nó tổn hại vô tất cả mọi người. Kim này đến cái đến gọi là gần cuối năm thì khí lực của Kim nó mới giảm. Và cái sức ảnh hưởng nó mới bớt. Thầy sẽ chia sẻ cái màn hình để cho mọi người, mọi người sẽ nhìn thấy ha, mọi người dễ hiểu. Rồi, đây là cái màn hình của năm 2022. 3 tháng đầu năm là 3 tháng 1, tháng 2, tháng 3 ha. Thì sẽ cho mọi người coi sơ qua để mọi người nắm được cái sự biến động. Thấy là cái năm này thủy nó vượng ha, xong rồi nó giảm dần, giảm dần ha, xong rồi hỏa vượng lên, xong rồi tới kim ha, kim nó mạnh. Mọi người sẽ thấy tháng 7, tháng 8, tháng 9 kim nó cực kỳ mạnh, xong rồi qua tới tháng 10 kim nó giảm, mộc hỏa bắt đầu tăng ha. Còn đây là năm 2022 và đây là chi tiết trong 12 tháng. Trong tháng 12 của năm 2022, giờ thầy sẽ đi vô cái phần gọi là cái phần giải thích. Sau cái phần này sẽ tới cái phần coi cho mọi người, thì vận mệnh của mỗi người sẽ bị ảnh hưởng bởi quá khứ và hiện tại ha, chứ không phải là chỉ hiện tại hay không. Đấy nha, quá khứ và hiện tại. Thì mọi người sẽ thấy rằng trong 3 tháng 1, 2, 3 thì sẽ thấy rằng năm nay là năm Nhâm Dần thì thủy với mộc nó rất là vượng. Nhưng mà do là ngũ hành là thuộc kim nên cái kim á, mùa xuân thôi là nó đã mạnh rồi. Mùa xuân thôi là nó đã có khoảng 15% rồi ha. Tháng 1, tháng 2 là hai tháng thuộc kim, tháng Dần, tháng Mão thuộc kim. Thì bình thường á, nếu mà không phải là năm kim á, thì tháng 1, tháng 2 á, kim á, nó rất là ít, nó sẽ bị tử tuyệt ha. Còn mình sẽ thấy trong suốt 12 tháng của năm 2022 luôn, lúc nào kim nó cũng có và lúc nào nó cũng mạnh hết. Chính cái sự mạnh này của nó mà nó sẽ khắc phạt. Quan trọng là mọi người nhìn vô đây để nhận thấy được rằng đối với những cái người mà mệnh của mình là thủy, thì khi thủy nó thịnh á, thì mệnh của mình thịnh. Nhưng mà thủy thịnh mà nó có hỏa kèm theo thì mình vừa có sức mà mình vừa có tài. Còn thủy thịnh mà không có hỏa thì chỉ có sức mà không có tài. Tương tự như vậy, thầy sẽ luận hết về tất cả các mệnh kim mộc tỷ hỏa thổ cho mọi người hiểu ha. Rồi, đây là 3 tháng mùa xuân nè. Xong thầy sẽ làm chậm chậm cho mọi người thấy ha. Đây là 3 tháng mùa hè. Năm nay mọi người sẽ để ý sẽ thấy rằng sao? 3 tháng mùa hè thì hỏa bắt đầu nó sẽ vượng lên. Vượng lên ha. Hỏa bắt đầu sẽ vượng lên. Còn lát nữa sẽ giải thích tại sao lại nói rằng năm 2022 là bất động sản nó trở thành bất động đại luôn. Tại vì từ đầu năm đến cuối năm lúc nào nó cũng suy hết. Giờ thầy sẽ nói về ngũ hành thổ để mọi người thấy ha. Đầu năm nó chỉ có khoảng được 5% thôi. Tháng 1, tháng 2, tháng 3 nó đều là 5%. Tháng này cao nhất là khoảng 6-7%. Qua đến tháng 4, tháng 5, tháng 6 là mùa hạ, đúng ra nó phải mạnh nhất. Nhưng mà năm 2022 tháng 4, tháng 5, tháng 6 lại là tháng thủy ha. Chỉ có tháng 6 là hỏa nó mạnh lên chút xíu. Thời điểm hỏa đế dượng thì thổ nó phải mạnh theo luôn. Nhưng mà này hỏa mạnh không thể thua. Qua tới tháng 7, tháng 8, tháng 9 là 3 cái tháng này, trong đó tháng 7, tháng 8 thì nó có được thổ.
nhưng mà kim nó lại quá mạnh. Lại thêm một yếu tố nữa, tháng 7 á, là tháng người ta nói tháng cô hồn, nên bất động sản người ta rất là ít giao dịch. Rồi thêm một cái nữa là tháng 7 tháng thân nó xung phá với dần, tháng mà thiên can địa chi xung phá với nhau, thái tuế với lại lệnh tháng khắc phạt lẫn nhau, nên người ta cũng không có thuận lợi để làm ăn. Mọi người sẽ thấy tháng 7, tháng 8, tháng 9 của năm 2022 là kim vô cùng mạnh luôn. Chính cái sức mạnh này nó sẽ tàn phá ha. Và mình sẽ nhìn thấy nè, thổ nè, nó chỉ tăng mạnh nhất được vô tháng 7 thôi. Sau đó là nó bắt đầu suy tiếp ha. Tháng 8 là nó giảm dần, tháng 9 nó giảm nữa, tháng 10, tháng 1, 12, tháng 11, 12 là nó chết ngắt luôn. Mọi người nhìn thấy ha, kim chiếm 50% ở tháng 10, thổ chỉ còn có khoảng 1% thôi. Tất cả các ngũ hành không có cái nào mất đi và cũng không có cái nào mà nó đạt được 100% hết. Tại vì có 5 ngũ hành nên một cái ngũ hành nào nó có mạnh cách mấy đi nữa. Mọi người nhìn thấy là kim tháng 10, tháng 9, tháng 10, kim mà tháng 9 này nó cực kỳ mạnh luôn, nó chiếm khoảng được 55%. Còn 45% còn lại là các ngũ hành khác. Thổ khi nó tử tuyệt nhất là vô tháng 11. Tại vì sao? Tại vì khi thủy này nó mạnh, mộc này nó mạnh, hai cái thủy mộc cùng mạnh thì cái thổ này nó sẽ tử tuyệt. Nên bất động sản á, những người mệnh thổ ha, là khi thủy thịnh thì tiền tài sẽ vượng, nhưng mà mệnh quá yếu không thể gánh nổi tiền tài, mà quay qua sẽ bị tiền tài nó vây khốn ha. Thủy thịnh nó sẽ cuốn trôi hết tất cả thổ, nó cuốn trôi hết tất cả tiền tài. Nên là thủy mà nó thịnh lên, thổ mà suy, không làm gì được hết, không thể nào có lợi được, không thể nào có lợi được. Đó là lý do mà những cái ngành thuộc bất động sản đó, nó tơi tả là như vậy, tơi tả là như vậy ha. Còn để lúc này thủy nó quá thịnh, tháng 12 mọi người sẽ thấy rằng thủy mộc đều vươn lên hết. Nhưng mà thủy á, tháng 11 là nó đạt đến trạng thái gọi là đế vượng, tức là trạng thái mạnh nhất của nó, chi phối 50%. Tháng 12 thì nó còn khoảng 40%. Mà mộc nè, mọi người sẽ thấy mộc xu thế của mộc là càng ngày nó càng tăng ha. Thấy là tháng 9 là nó có một ít, qua tháng 9 là nó có khoảng 12-13%. Tháng 10 nó sẽ lên, lúc này nó trường sinh, nó phải lên khoảng 20. Tháng 11 nó lên khoảng 30. Tháng 12 là nó sẽ lên khoảng 40. Và bắt đầu năm sau, đây thầy sẽ cho mọi người thấy năm sau nữa ha. Năm sau này là sự biến động trong từng tháng. Đây, năm sau này mọi người sẽ thấy mộc nó sẽ tăng trưởng càng ngày càng mạnh ha. Và tới tháng 2 á, là nó đạt đến ngoài 50%. Và mọi người nhìn thấy thổ đi ha. Sẽ thấy thổ, những bạn nào có chia sẻ thì thầy mới xem nha. Mọi người sẽ thấy rằng thổ nè, nó sẽ tử tuyệt vô tháng 11 và nó sẽ bắt đầu hưng vượng, tử tuyệt vô tháng 10, tháng 11, lúc này nó còn có 1-2%. Và tháng 12 bắt đầu nó sẽ tăng được gấp đôi. Tức là bởi vậy tại sao trong cái bài á, mà tháng 11 á, thầy nói á, tháng 10 á, thầy nói bất động sản là bất động đại luôn. Mọi người cứ coi là tại vì sao? Tại vì nó đã đi đến trạng thái tử tuyệt. Tử tuyệt có nghĩa rằng thầy cực kỳ ít luôn ha. Đó là lý do mà nó không phát triển được. Mấy bạn nào mà có nhà cửa đất đai mà không bán được đó, thì vô nghe cái video này về biết lý do tại sao. Đầu tiên phải nói về thiên thời địa lý. Thiên thời mà không có được thì làm sao mà mình dễ dụ được. Thổ mà tháng 10 là nó tử tuyệt, tháng 11 là nó tuyệt luôn, tháng 12 là bắt đầu nó có sự manh nha, nó động đậy ha. Mọi người nhìn thấy tháng 12 là nó đã tăng trưởng lên được khoảng 4%. Từ 1% mà tăng lên 4% có nghĩa rằng nó đã tăng gấp 4 lần.
đây là một cái tin vui cho những cái về bất động sản, về những người mệnh thổ, đặc biệt là những cái tuổi như Canh Ngọ, Tân Mùi, Bính Thìn, Kỷ Tỵ được ha. Những cái tuổi đó sẽ có được cái sự khởi sắc, chẳng hạn như Mậu Dần, Kỷ Mão, đó là những cái tuổi mệnh thổ có tài, có quan, mà thổ không có. Thổ không có thì thủy với mộc, tài với quan này nó khắc chế mình luôn. Đây thầy sẽ lấy một cái này ra để cho mọi người thấy tháng 12 ha. Đây nhìn thấy rõ tháng 12 ha. Cực kỳ ít. Còn nếu mà mình bồi bổ được hỏa thổ thì mới khống chế được tiền tài và công danh. Bỏ lên đây lại ha, để cho mọi người sẽ thấy. Và xu thế của cái thổ này bắt đầu nó sẽ vượng lại, và nó sẽ vượng đến đỉnh cao là tháng mấy. Tháng mấy thì mọi người sẽ, lát nữa thầy sẽ nói về từng tháng, trong từng ngày luôn. Tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 11, 12 năm sau đó, nó cũng bất động đậy nữa ha. Nên là cái chu kỳ này chưa phải là chu kỳ hồi phục hẳn luôn, mà nó chỉ là hồi phục nhẹ thôi. Tháng 10, tháng 11 của năm sau đó, thì nó là còn hơn là bất động đậy nữa, mà nó còn nặng hơn nữa. Năm sau là bắt đầu từ khoảng tháng 8 thôi đã đi vô tử tuyệt rồi. Tháng 8, tháng 9, 10, tháng 11 luôn, tới 4 tháng rồi. Năm 2020 thì nó chỉ 22 thì nó chỉ có 2 tháng, 3 tháng, nhưng mà năm 2023 nó tới 4 tháng. Nó được một cái 6 tháng đầu là cái thổ này nó sẽ hồi phục lại. Hồi phục lại ha. Và tháng 3 là bắt đầu nó sẽ tăng trưởng mạnh. Tăng trưởng mạnh tháng 3, tháng 4. Còn thầy sẽ nói chi tiết là từng ngũ hành sẽ tăng trưởng như thế nào trong cụ thể tháng 12.